truy cập ngay robotsiêurẻ.com, số mua bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel RAVG của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái tựa game có tên là All Star Tower nha mọi người. Thì đây là một trong những cái game mình thấy là cũng khá là hot trong Roblox, nhưng mà nói thật là mình không biết chơi mọi người ạ. Nên là hôm nay mình cùng với một thanh niên có tên là Giáo sư Phúc. Úi giời ơi, có cả ngựa hay sói gì kinh thế nhỉ. Rồi bây giờ Phúc giới thiệu đi. Đây thằng kia này Giáo sư Phúc đây. Thì mình là Giáo sư Phúc, một thành viên của Zoo Team anh em. Thì đấy, nói chung team mình có mỗi mình chơi game này thôi. Nên hôm nay mình sẽ giúp anh RV đi chơi game này nha. Thì cái game này nó sẽ có gọi là hai cái chế độ gọi là gần như cơ bản nhất của game. Một là đi ải để gọi là sở hữu những cái gọi là unit mà thú cưỡi xịn sò của mình nè, cái con thú mà là thú max game nè. Hai là mình đi Infinity để nhận những con ẹp nâng cấp cái đội hình của mình lên. Rồi, chỉ có như vậy thôi đấy anh em. Chả hiểu cái gì cả, nhưng mà có vẻ thanh niên này có cưỡi con sói hay là con gì đây, nhìn trông hoành tráng đấy nhỉ. Còn có mấy cái con gì lửa lửa, sao cái con của mình nhìn trông chán đời này. Có trứng gì đây? Chả hiểu kiểu gì mấy lần trước chơi có mấy thanh niên kéo thế nào lên được luôn level 6 anh em ạ. Nhưng mà không biết chơi, nói thật không biết chơi game này. Bây giờ nếu mà muốn thay cái con này thì bấm vào đâu ta? Anh bấm vào inventory, xóa con số 1 đi. Sợ anh đặt cái con này. Uầy, còn nhiều thế này. Con nào là con 5 sao là mạnh nhất à? Không, cái con 5 sao của anh là ngoại lệ anh. Con 5 sao của anh là cái con nguyên liệu. Bây giờ anh dùng mấy cái con đánh nhau là những con nào? Đây có phải là những cái con kiểu 4 sao dạng người này đúng không? Dạ, mấy con người là mấy con nó mạnh đó anh. Rồi, thế chơi đi. Chơi cái ải nào mà lên level 100-200 luôn đây. Đi xong rồi đi hành gà tí. Level 6 này đi, nhìn trông chán đời mình quá. Mình đi story đi. Story đây. Lên cấp 15 xong em dẫn nó đi hành mấy con gà. Rồi. Thế thì mình sẽ đi map nào, đi map dễ hay là sẽ đi map khó luôn? Anh cứ lựa ải đi anh, lựa ải nào em chơi đó anh. Mấy cái cửa này trông có vẻ rất là giống nhau. Cái nào cửa ai? Nào là cửa khó đây? Anh do ải xong nó mới lựa. Thế à? Đây được chọn map này. Anh được chọn mỗi cái map đầu tiên thôi. Thì anh em lựa ải anh cũng đâu có vô được anh. Anh cứ lựa cái ải khó nhất của anh đi. Tại sao em chắc như là cái ải Beginner Saga này thôi được. Rồi, vào game rồi anh em ơi. Ui, map nhìn trông có vẻ đẹp nhỉ. Đây là cái hành tinh Namek ở trên trong phim Dragon Ball đây này. Giờ nó sẽ tấn công vào mình hay gì đây? Way Normal Extreme đây, chọn Extreme đây. Ok. Thanh niên level 131 gánh, chọn độ khó nhất luôn. Thế bây giờ là phải đặt con nào ra? Đặt con trứng này à? Anh con trứng là con yếu nhất kèm. nó mạnh nhất kèm anh cũng được ha. Tác dụng của con này của anh là gì? Con đó của anh là nó sẽ hy sinh bản thân nó để cho những con khác mạnh hơn. Con này là kiểu hy sinh vì đồng đội đấy à? Là úp máu à? Không, anh không úp máu anh. Con đó là ở ngoài anh gọi là fit nó cho mấy con khác nó mạnh hơn anh. Quay. Em đặt quả con gì đây? Này là giống kiểu Super Saiyan ấy nhỉ? Tam 179. Con này em gọi là Đại Liên anh, tại nó bắn rất là đã. Con nào xịn xịn đặt nốt ra xem nào. Không có tiền anh. Cái này con này là con gì ở trong phim One Piece này? Tao lại cưỡi cái tàu của Freeza này. con râu đen anh. Cái con ngồi vai này ở trong Naruto này. Con nó là mạnh nhất game. Con này mạnh nhất game hiện tại. Con này là... con đang trên vai này á. Con này là em đặt đây nè, mạnh nhất game hiện tại. Thế không có cái ải nào khó để anh chơi cùng xong rồi lên level nhanh hơn à? Em phải chơi lại từ đầu này à? Không, em anh đi tới ải khó nhất của anh à, em mới đi ké được chứ em chọn ải anh không đi được. Úi giời, mấy thanh niên này vừa bước ra bốc hơi luôn. Thằng đầu tím gì đây? Vừa bước ra khỏi cổng bốc hơi luôn. Thế này win rồi, win 100% rồi. Con đó là đợi của Vize anh. Để chúng ta sẽ đặt thêm một đây cô em gái nào đấy chả biết đấy. Tôi lần trước vào mình cũng có nghịch mấy cái game, mấy cái ải như thế này trên livestream. Đây là được mấy thanh niên cũng kéo xong mua được mấy con này. Uầy, con của thanh niên Phúc còn bay được này. Ui giời ơi, chơi cái game này có mẹo gì để lên level nhanh không hay là chỉ ngồi cày treo máy hàng ngày thôi? Em có mấy cái file auto farm cũng lên nhanh lắm mà. Kiểu anh phải mạnh nên mới phải auto được anh. Thế à? Xong rồi để máy treo cả ngày lên level rồi à? Em max level trong ngày là bao nhiêu? Hiện tại là top level đang là 541 anh. 500 level mà thanh niên này level có 131. Thế chứng tỏ là thanh niên này cũng chưa phải cấp rồi.
bắt lever. Úi rồi, cái gì vậy? Thì à, con của mình anh em ạ, con của mình teleport này. Có quyển sách gì bên cạnh đây? Ok, skip. Game này mà có bạn gái đem vào gánh bạn gái là thôi xong đổ luôn. Ở game này tán gái được ai? Thế lát nữa level mấy là chúng ta có thể mở ra những cái ải mới để chúng ta đi. Nó bắt cần phải đi từ từ anh. Phải đi từ từ à? Yeah. Xong map này không mở được map mới luôn à? Không, phải đi 6 ải cục map anh mới được mở cái gọi là map mới. Thì cái map mới đây nó có quy định là level bao nhiêu hay gì không? Không anh, thoải mái. Đâu không thấy boss hay là gì nhỉ? Sao toàn mấy thằng lính nó chạy ra ta? Boss là tới quay 15 rồi anh, tại cái ải của anh nó không có mấy con mini boss nữa. À? Đội hình này thì ta sẽ upgrade con này đây. Great mắc. Đây. Đây. Nó không upgrade được của đồng đội nhỉ? Vừa quả cầu rồi ấy. Nào ấy. Của anh. À, upgrade xong là mở được skill mới này. Được phết nhỉ? Nó đổi cái game này cũng phú phết chứ, cứ tưởng là đặt ra xong rồi đứng treo máy thôi. Nó còn anh còn nữa, nó còn mở ra cái gọi là đi kiếm nguyên liệu để nâng cái con Nami của anh từ 4 sao lên 5 sao nữa anh. À. Sao tên anh lại có cái nâu nâu gì bên cạnh kia? Làm sao để được màu vàng như của kia này? À, của cái đó của anh là rank anh, nữa lên cấp 15 nó sẽ mở cái đi hành mấy cái người chơi khác anh. Cái này là rank đồng à? Ờ, à, cũng có thể nói là như vậy đấy anh ạ. Thế sao rank phải rank kim cương, rank cao thủ các kiểu chứ? Đồng này hỏng rồi. Đâu rank đi. Một trận đánh rank gì đây? Thằng kia hình như rank vàng đây, rank vàng này cũng dở rồi. Anh giỡn hoài, anh đánh trận đâu gần 40 phút một trận nha anh. Nó có mấy cái con đứng câu cá hay làm gì đứng ở chỗ? Không, con này là mấy con nô lại nó dâng tiền lên cho mình anh. Ờ nhưng mà dâng tiền kiểu gì? Sao đứng nhìn ngắm cảnh chỗ này à? Đó anh, mới dâng tiền lên anh. Mỗi lần qua quay nó sẽ cúng tiền cho mình. Đó là nó tự động có hay là em đặt ra? Em đặt cái anh. Đặt ra tưởng tự động có rồi đứng này hơi sai sai. Đây là boss sẽ là con gì đây? Boss có khả năng sẽ là cái con Freeza đây. Trong phim Dragon Ball mình cũng có xem rất là nhiều tập phim rồi. Boss của cái này. Ờ hình như mai sau là mở ải có cả những cái ải kiểu Naruto xong rồi ải trong One Piece đúng không? Hay là game này chỉ mở ải kiểu Dragon Ball thôi. Có hết luôn anh. Ải sao là của Naruto, ải tiếp ải 3 là của One Piece. Lần nữa để xem cái ảnh Naruto xem đánh nhau với cả Sasuke các kiểu thế mà. Nhớ hình như boss của chương 1 còn cái boss này như là tiểu đội trưởng vậy. Lúc đầu chơi game này thì có mẹo gì để cày nhanh không? Hay là chủ yếu mình cứ kiếm một con nó mạnh nhất của meta xong là mình tự động là mình mạnh lên. Thế là cái này cũng phải nhân phẩm kiểu tâm quay ra cái những con tướng đúng không? Dạ, yeah, giống kiểu anh mới vô anh bắt được cái con mà giấy của em là anh tự động là anh mạnh luôn, không cần phải làm gì hết. Thế thì nếu mà đi hai người thế này thì nó chia kinh nghiệm à? Hay là chúng ta sẽ ăn hết kinh nghiệm như bình thường? Không anh, nếu mà đi hai người thì kinh nghiệm như bình thường nhưng mà quái nó sẽ gọi là mạnh hơn anh. À, thế thì được. Thế thì cứ mời mấy thanh niên pro vào. Chỉ việc ngồi treo máy thôi, tự lên level rồi. Ngồi solo game này chắc hơi mệt đấy nhỉ? Chắc là nó chạy nó phá phải đến tận đây ấy. Hơi khó đấy. Ờ game này nếu mà vì sao anh mà bật cái hiệu ứng nó đánh ghê lắm anh giảm hiệu ứng xuống khoảng medium à, lát máy luôn à? Đúng rồi anh, rát máy luôn. Ờ đúng rồi, hình như là xem mấy video của thanh niên giáo sư Phúc này, mấy cái đảo gì to đùng chứ. Đảo này nhìn trông cả đời thế này. Đây đảo à. Mini à? À đảo khởi đầu mà anh, nữa nó mới bự lên anh. Sao mình nhớ là rộng lắm, chạy quanh đảo chơi luôn. À bên này là kiểu nhà của mấy Nam ớt anh. Nhưng mà đặt một con bên này bắn sang bên kia được không nhỉ? Được anh, đây. Của anh đâu bắn tới đâu. Của anh có rank có 14 rồi đâu bắn tới đâu. Của em rank 100 nó bắn mới tới. Con này nó bắn là toàn bản đồ luôn. Rồi, đẹp thế nhỉ? Với thế đi ra khỏi cửa chết luôn này. Sắp tới boss rồi, để xem boss à. Đâu, ever away Tam là úi dồi. Đỏ mắt thế. Để em quá. Đây để em giảm độ khó cho mấy con quái để em bán cái con bán con rồi. Con Conan này đi. Đây. Đây kinh quá. Để em bán con này đi. Đấy.
nó sẽ dễ chơi hơn. Dạng của con boss xem như đó, bây giờ anh sẽ thấy cái con của em thủ là con Gatengan. Đâu, chưa thấy boss. Chưa anh, nó gần cuối nó mới ra anh. Em bán hết rồi, giờ có mình con gọi là Đại Liên nó đứng đây bắn anh. Anh nhìn là nó biết sao, Đại Liên liền. Game sau thử lấy mấy cái con mới mới hot hot vào. Ok anh. Cũng là game này thì anh em chơi kiểu giải trí xong để câu thời gian rất là hay. Cái thời gian không phải hành động như những tựa game khác, chúng ta chỉ cần đặt này não ngồi chơi nghe nhạc thôi, quá là chill. Nhưng biết là mấy cái con này của mình có gây đam không ta? Toàn thấy mấy con của thanh niên Phúc này gây đam này. Anh được 7.000 đam đó anh. Ôi 7.000 đam nhiều ấy. À đây boss rồi. Ấy dạ, con này là người ếch, không phải boss kiểu Freeze rồi. Thằng này là mập đầu đinh anh. Hay nhớ là trong tiểu đội Jinju, Jin Dũng rồi. Không à, là dễ. Ui 17.000 tiền quên không đặt. Chúng ta đã thưởng được thưởng một con gì đây, Alien Soldier gì đây. Thì mình nghe thanh niên Phúc này nói là cái ảnh Naruto mở ra rất là mất thời gian anh em ạ. Nên là chắc chúng ta sẽ để tập sau đi. Tập sau là mình sẽ mở những cái ảnh mới nhé. Nay thì test thử game với cả hiểu rõ về cách chơi của cái game này thôi. Chắc chắn là anh em nhiều người đang xem cũng biết chơi game này rồi. Ai mà biết những cái trick gì trong game này thì nhớ hướng dẫn mình nha. Không biết là có code gì không nhỉ? Dạ, rất nhiều code rồi. Làm thế nào để lấy được những cái con kiểu mình cưỡi xong mình đi trong game này? Anh chỉ cần gọi là thắng một chương anh, tức là anh đi được 6 ải, anh qua cái map mới là sẽ có cái này. Có kiểu cưỡi đĩa bay, cưỡi cân đổ vân các kiểu đúng không? Đây đây, giống như là anh thắng cái ải này nó sẽ cho anh cái này nè anh. Ở đâu đây? Đấy. Uầy, cái này là của Freeze này. Rồi. Xịn nhờ. Ok, thì chắc là hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nha. Anh em thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh.